cả mọi người, ngày hôm nay mình cực kỳ là bất ngờ bởi vì có một cái bạn tên là Hiền đã gửi tặng cho mình cái món quà này. Vui hơn nữa là mình không phải trả tiền. Thì cho mình gửi lời cảm ơn đến bạn Hiền nhé. Bây giờ mình sẽ khui xem trong đây là cái gì. Wow, bim bim Doraemon khổng lồ. Wow, thì trong một cái túi to đấy nó sẽ có cực kỳ là nhiều những cái túi nhỏ như vậy đây. Trong mỗi túi này nó lại là một cái loại khác nhau. Bây giờ mình sẽ đi khui từng gói một. Đầu tiên sẽ là gói Doraemon màu vàng. Ngon, kiểu như là mì tôm trẻ em mọi người. Đến túi tiếp theo, đó là túi hồng. Túi hồng thì nhìn nó vẫn vậy à, vẫn là dạng que que này à. Nhưng vị khác. Cái này có vẻ nó cay hơn. Tiếp theo là gói màu xanh dương. À, cái này nhìn thấy khác rồi đây này. Đó, mọi người thấy không? Nó lại thành những cái viên như thế này đây. Làm khác thôi nhưng mà cơ bản là mùi vẫn giống. Từ nãy giờ này, kiểu như ba cái này ấy, nó đều vị nó na ná nhau, nó chỉ khác một xíu mà. Tiếp theo sẽ là gói màu đỏ. Ở bên ngoài ấy, vỏ ấy, nó đã có mấy cái hình như này rồi thì khả năng là mình đoán là cái này nó cũng sẽ khác. Bên ngoài hình sao, bên trong hình vậy. Chuẩn quảng cáo luôn, không như mấy cái chỗ là chỉ mang tính chất minh họa, là cái này là có sao là chụp y như thế luôn. Đây thì nó lại là những cái miếng dẹp, tại vì nó giòn quá ấy, nên trong quá trình di chuyển là nó vụn hết ra như này rồi. Cơ bản vẫn là vị của mì tôm trẻ em thôi, không có gì khác nhiều. Và cái cuối cùng là cái màu đen này. Thấy có cái biểu tượng trái ớt ở bên ngoài thì khả năng là sẽ cay. Túi này mình thấy có rất là nhiều viên, nhiều cục luôn ấy. Ôi, cay quá. Diễn. Ôi, có cay gì đâu. Nó chỉ hơi cảm giác như là tê một tí thôi. Cũng có thể đây là loại bim bim dành cho các bạn nhỏ ấy, nên là cái mức độ cay nó cũng quy định ở cái mức mà nó nhỏ thôi. Cái này là bim bim Doraemon khổng lồ cũng được, nhưng mà gọi nó là mì tôm ấy, mì tôm Doraemon ấy, nó chuẩn hơn ấy. Và nói thật ý là rất là ngon. Cảm ơn bạn Hiền nhá. Và không chỉ Hiền đâu, những ai mà muốn mình review cái gì đấy thì cứ gửi qua về đây. Gửi qua về đây mình sẽ làm tất. Nhưng mà nhớ là vẫn phải trả tiền hộ đấy nhá. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha.